cho rồi xin thân ái mến chào cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Rồi hôm nay thì kênh ha có nhờ bà ngoại lên quay giới thiệu cô chú anh chị gần xa mình lô mai chờ Tết năm 2023 ha cô chú anh chị. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Rồi không làm mất thời gian nữa mình gặp luôn bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu ha. Với lại là thì vườn hiện tại nói chung là cũng có một số mai ha cô chú anh chị ha, hàng lớn lớn như thế này cô chú anh chị, gốc nè, hàng lớn hàng Tết nha cô chú anh chị, gốc to đẹp ha cô chú anh chị, giá trùng tầm trung cho cô chú anh chị mình ha, tầm vài trăm ngàn đến 1-2 triệu, 2-3 triệu, nói chung là cô chú anh chị mình có thể chọn lựa được ha. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại có phần mô tả phần tiêu đề để cô chú anh chị mình chọn lựa một số cây mai đẹp để cho mình trưng Tết ha cô chú anh chị ha. Rồi mình giờ gặp luôn bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu nha. Thấy ngoại vườn. Rồi ngoại ngoại chào bà con ngoại. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị em mình ở gần xa. Thì nhà vườn hôm nay cũng có lên một clip mai vàng Bến Tre. Thì cũng có các loại giống mới, nó nhiều loại giống dữ lắm. Thì cái này giờ chơi Tết cũng được, giờ lấy bo để mình tạo giống ra cũng được. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình mà xem qua để ủng hộ giùm rất là mang ơn nhiều nha. Cái này nó thuận tiện cho cái làm kiển mà sự thuận tiện cho mình để rép ra nhiều giống nữa. Rồi thì mình vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Rồi mã số mã số là 13. Rồi cây thọ hương cô chú anh chị ha, ghép thọ hương ha. Cái này nguyên cũ bệ đế giữ dằn cái bệ nè cô chú anh chị ha. Đó, qua hết rồi cái đế ha. Đó. Rồi ghép được 2 bo cô chú anh chị ha. Một mấy đây ghép được 2 bo ha. Tàn cũng khá là cô chú anh chị thọ hương ha. Rồi, ngoài đó không sói em con nha. Cái này hoành được 5 rưỡi mà tính 5. Cái chọc ghép được 5. Đo nguyên cái cũ này nè giùm con ngoài. Ngay cái chỗ chọc ghép là được 5 nha cô chú anh chị. Hoành cũ là được 74. Rồi. Chiều cao là được 49. Tán ngang là được 50. Rồi, cái này mình giao lưu nhiêu ngoại? Thì cây này đáng lẽ là cái củ đế nó mà nuôi tới mức này thì theo tệ gì cũng phải là 500. Nhưng hôm nay là giảm giá cho cô chú và quý anh chị em mình để ủng hộ dùm là 450 thôi. Rồi, đổi cây ha. Ừ. Rồi, tiếp theo mã số 14. Mã số 14 là một cây dẻo thơm cô chú anh chị ha. Cái này tàn khá tròn đều đẹp nè cô chú anh chị ha. Gốc lớn nha cô chú anh chị. Cây tàn quá lớn luôn ha. Gốc đẹp nè, gốc cũng được cô chú anh chị ha. Gốc dáng trực ha. Rồi, đo hôm sớm dùm con nha ngoài. Cây này hoành được 21. Rồi. Chiều cao là 77. Rồi. Tán ngang là 78. Rồi. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình xem qua mà ủng hộ cho nhà vườn là 750 thôi, theo 800 mà bớt 750 thôi. Rồi, mình đổi cây ha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 15. 15 là một cây cúc đỏ xanh nha cô chú anh chị nha. Rồi, cúc đỏ xanh nha cô chú anh chị. Cái này tàn khá cô chú anh chị ha. Gốc cũng khá nè, ghép được 3 bo lớn cô chú anh chị ha. Nút nụ thì đang lên nha cô chú anh chị nha. Rồi, đâm số nha bà ngoại. Cây này hoành được 21. Rồi. Chiều cao là 81. Tán ngang là 89. Rồi. Cây này mình giao lưu nha ngoại. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình xem qua ủng hộ cho cây này là 750 thôi. Rồi, 750. Rồi, đổi cây.
Rồi tiếp theo cây mã số 16. 16 là một cây cúc thọ hương cô chú anh chị ha. Rồi tàn khá là lớn là cô chú anh chị mình. Ghép được 3 bo lớn ha. Rồi ngoài đó không sớm con nha. Cái này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là 67. Tán ngang là 62. Rồi. Cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình ủng hộ cho nhà vườn là 500 thôi. Cây nào cũng có giảm giá cho cô chú và quý anh chị em mình hết. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 17. 17 là một cây dảo thơm nữa cô chú anh chị ha. Cây này ghép được 3, 5, 6 bo cô chú anh chị ha. Ghép được 6 bo lớn. Gốc khá lớn cô chú anh chị ha. Nè, nguyên củ nè. Rồi, ngoài đó không sớm con nha. Cây này hoành được 26. Rồi. Cho con chiều cao tán ngang nha ngoại. Chiều cao là được 84. Rồi. Tán ngang là được 64. Rồi, cái này mình giao lưu nha ngoại. Thì cây này cái gốc nó cũng to dữ lắm nha cô chú và quý anh chị mình dòm thấy cái gốc cũng biết là nhà vườn chăm sóc là cũng đã lâu rồi. Nhờ cô chú và quý anh chị em mình thương thì cho cây này là 700 thôi. Rồi 700 ngàn ha. Rồi mình đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 18. Mã số 18 là một cây dảo thơm đó cô chú anh chị ha. Cây này ghép được 3 bo lớn cô chú anh chị mình. Đây. Cái bông nó nở nè cô chú anh chị, cái này mấy ngày rồi nhưng mà nó vẫn còn trên cành cô chú anh, tên cây ha, 2 4 6 7 8 8 8 cánh cô chú anh chị ha. 8 cánh. Nói chung là bông dảo thơm thì từ 8 cho tới 15 cánh nha cô chú anh chị mình. Rồi, cây đang đi đọt ha. Rồi, đó hôm số nha ngoại. Cây này hoành được 19. Rồi. Chiều cao là được 82. Tán ngang là được 80. Rồi. Thì cô chú và quý anh chị em mình xem qua cũng nhờ thương mà ủng hộ cho cây này là 850 thôi. Tàn nó rất là tròn mà rất là nhiều cành nhiều nhánh lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 19. 19 là một cây dảo thơm đó cô chú anh chị mình ha. Út nụ nè cô chú anh chị ha. Đó, lên nè. Quá trời nụ luôn cô chú anh chị ha. Cây lên ngon lành ha. Gốc cũng khá cô chú anh chị. Rồi, ngoài đó không sớm con nha. Cây này hoành được 20. Rồi. Chiều cao là được 81. Tán ngang là được 63. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình xem qua mà ủng hộ cho cây này là 500 thôi. Nay cây nào cũng có giảm giá ngon lắm á nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 20. 20 là một cây dảo thơm cô chú anh chị ha. Đó, cây này tàn khá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Tàn khá lớn luôn. Ghép được 2 bo nha cô chú anh chị mình. Rồi, tàn xum xê luôn cô chú anh chị. Rồi, ngoài đó không sớm con nha ngoại. Ngược bè. Này hoành được 18. Rồi. Chiều cao là được 75. Tán ngang là được 72. Rồi. Cái này mình giao lưu nhiêu mày? Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình xem qua mà ủng hộ cho cây này là 600 thôi. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 22.
21 là một cây giảo nhung nha cô chú anh chị. Toàn xum xê luôn cô chú anh chị. Quá trời luôn ha. Cái này ghép được hai bo lớn cô chú anh chị ha. Chụp bo nó gần mình tay cái mà cô chú anh chị ha. Đây, cái bông giảo nhung là cô chú anh chị ha. Đây. Lên mười mấy cánh là cô chú anh chị luôn ha. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 cánh, 14 cánh nha cô chú anh chị. Giảo nhung thì nói chung là bình quân từ 8 cho tới 15 cánh cô chú anh chị ha. Cái này tàn khá là cô chú anh chị ha. Rồi, đó không sớm một con nha ngoại. Cái này hoành được 16. Rồi, nút nụ nè cô chú anh chị ha. Đang lên hết ha. Rồi. Chiều cao là được 100. Rồi. Tán ngang là được 91. Rồi. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình xem qua thấy cây này là cái tàn nó rất lớn nha cô chú và quý anh chị mình. Và cái nhánh nó cũng là rất bự. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 1,5 triệu thôi. Dạ rồi, mình đổi cây nha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 22. 22 là một cái giảo thơm cô chú anh chị. Cái này gốc nè, siêu siêu ha, dễ thương ha. Ghép hai bo nè cô chú anh chị mình nha, 1, 2 nè. Rồi, tàn khá lớn ha, tròn cô chú anh chị. Cái này nuôi cũng khá lâu rồi nè ha, lên nhông lên tới trên luôn rồi. Rồi, ngoài đông sớm con nha. Cái này hoành được 15. Chiều cao được 60. Tán ngang được 74. Rồi. Cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cái cây này á, cái tàn nó rất là lớn nha cô chú và quý anh chị mình. Cái tàn cũng đẹp, cây cái dáng xiên nhưng cái tàn nó vẫn tròn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình thương ủng hộ cho nhà vườn là 650 thôi. Dạ rồi, mình đổi cây nha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 23. Rồi, 23 là một cây giảo thơm đó cô chú anh chị ha. Rồi, nguyên cái củ nè cô chú anh chị. Ghép được 3 bo cô chú anh chị ha. 4 bo cô chú anh chị. 4 bo. Rồi, ngoài đông sớm con nha. Cây này hoành được 19. Rồi. Chiều cao là được 83. Rồi. Tán ngang là được 62. Rồi. Rồi, cái này giao lưng nha ngoại. Thì cây này á, cô chú và quý anh chị mình nhìn cái bộ đế của nó rất là đẹp nha. Nó cũng có hình thú, cũng có cái đuôi đi ra, có tai bỏ đàng hoàng. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây này đáng lẽ là 650 nhưng giảm giá là 600 thôi. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 24 là một cây giảo đọt đỏ nha cô chú anh chị mình. Cây này tàn khá tròn cô chú anh chị ha. Mặt hoa giảo đọt đỏ thì em sẽ để ảnh bìa ha, em sẽ gắn lên ảnh bìa cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Với lại em sẽ nói chung là trong kênh của em thì cũng có cái clip đăng về mặt hoa giảo đọt đỏ. Cô chú anh chị mình cứ vào kênh của em ha, bấm mặt hoa giảo đọt đỏ là nó sẽ ra nha cô chú anh chị. Đó, mặt hoa giảo đọt đỏ bên vườn em rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Bông từ 8 tới 15 20 cánh nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, đế thì quái nè ha. Rồi, ngoại cho xin thông số ha. Hoành được 21. Rồi. Hoành 21 ha. Vàng đế cũng rất là đẹp nha. Chiều cao là được 82. Rồi. Tán ngang là 93. Rồi, cái này mình giao lưu nha ngoại. Thì cây này cô chú và quý anh chị em mình dòm có bộ đế nó rất là dữ dằn nhưng mà không có đo cái bộ đế. Thì nhìn đây thấy rồi hen. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình ủng hộ cho cây này là 800 thôi. Rồi, mình đổi cây. Cây rất là đẹp. Rồi, tiếp theo cây mã số 25. 25 là một cây cúc bi cô chú anh chị mình. Cây này ghép được 1 2 3 4 5 6 7 8 bo cô chú anh chị ha. 8 bo. Cây đang đi nè, đó, cây già hết rồi cô chú anh chị ha. Hàng này chờ Tết là ngon.
nó nguyên cái vàng đế nó coi chú anh chị ha, phôi quái nó nguyên cái cũ. Rồi ngoài đông sớm con nha. Cây này hoành được 24. Rồi. Chiều cao là 59. Rồi. Tán ngang là 66. Rồi, cái này mình giao lưu nhiêu ngoại? Thì cô chú và quý anh chị em mình xem qua cái bộ đế của cây này cũng rất là đẹp mà không có đo bộ đế cũ đi ngang cô chú và quý anh chị em mình. Bộ đế nó rất đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình thương mà ủng hộ cho cây này là 600. Rồi, mà cái này cũng là cái cuối clip ngoài giao lưu ngày hôm nay ha, ngoài chào hết giùm con luôn nha. Rồi chào đi ngoại. Thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị em mình ở gần xa được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý mà ăn phát tài. Thì cũng chúc cho gia đình luôn luôn hạnh phúc. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị em mình mà thương ủng hộ giùm rất là mang ơn nhiều nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Em rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị mình cho các video sau này cũng như là các video tốt cô chú anh chị ha. Rồi em cũng xin chào và hẹn gặp lại ạ.